mình có chụp lại một vài cái thôi chứ nó không phải là tất cả. Nhưng mà tựu chung lại thì nó khá giống nhau về cái cách thức hành văn, rồi là những cái hình ảnh, những cái video kèm theo thì nó khá là tương đồng nhau. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng đã quay trở lại với kênh của Trần Toàn. Đã lâu lắm rồi mình không có những cái video chém gió harmonica như thế này. Nhưng mà ngày hôm nay mình phải làm khẩn trương một video để chia sẻ với mọi người cái sự bức xúc của mình. Đấy là một cái chiêu thức bán kèn harmonica ở trên mạng xã hội. Mà về cái vấn đề này ấy, thì mình đã chia sẻ với mọi người cách đây khoảng độ 1-2 năm gì đó. Mình cũng làm một video tương tự như này rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng sau cái đợt đó thì những cái chiêu thức này nó sẽ biến mất trên mạng xã hội. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mình lại thấy nó xuất hiện mà lại còn nhiều hơn cả trước nữa. Vì vậy nên mình phải làm khẩn trương cái video này. Thứ nhất là để chia sẻ cho tất cả cộng đồng chơi kèn harmonica cùng nắm bắt. Cái thứ hai là để cảnh giác cho những bạn chúng ta đang có ý định là mua kèn harmonica, và đặc biệt là những người mới tiếp cận, mới chơi kèn, thì chúng ta có một cái sự nhìn nhận nó đúng hơn và chúng ta cẩn thận hơn khi mà đi mua một cây kèn harmonica mới. Đó. Vậy thì những cái quảng cáo này nó như thế nào thì mọi người có thể nhìn thấy ở trên màn hình đây, mình có chụp lại một vài cái thôi chứ nó không phải là tất cả. Nhưng mà tựu chung lại thì nó khá giống nhau về cái cách thức hành văn, rồi là những cái hình ảnh, những cái video kèm theo thì nó khá là tương đồng nhau. Vì vậy nên mình đánh giá là cùng một nơi sản xuất ra thôi, chứ không phải là có nhiều bên hay là nhiều đơn vị gì cả. Đó. Cái trước tiên chúng ta cần phải phân tích đấy là với những cái quảng cáo này thì bên bán là ai và bên mua là ai. Nó có cái đối tượng của nó nha các bạn nhé, chứ không phải là tất cả đâu. Bên bán thì ở đây mình đánh giá sẽ là những cái nơi mà bán kèn nó không chuyên nghiệp. Nó không chuyên nghiệp là bởi vì sao? Tức là người ta không chuyên bán nhạc cụ, mà cụ thể là kèn harmonica này. Đấy, nên nó mới làm những cái quảng cáo như này. Tiếp theo nữa ấy, thì những cái đơn vị này nó không có uy tín. Bởi vì sao? Người ta có uy tín thì người ta không bao giờ thay đổi cái tên của cái shop nó nhiều như này. Các bạn có thể nhìn thấy là đây, mình có thể nhìn thấy là có những cái ảnh chụp lại nhé, là tên là kèn harmonica tremolo. Có những lúc thì người ta lại dùng cái tên là kèn harmonica giá rẻ chỉ 2xx đấy. Có những lúc thì nó lại gọi là kèn harmonica Nhật Bản. Đó. Thì những cái nơi mà uy tín ấy, người ta xây dựng cái tên thương hiệu của người ta bao nhiêu năm còn chưa xong. Ở đằng này thì ở đây người ta lại đổi tên liên tục. Đó là bởi vì sao? Mình nghĩ rằng như này. Thứ nhất là không uy tín nên người ta bán theo cái kiểu gọi là theo mùa vụ thôi. Nên cũng chẳng cần phải xây dựng thương hiệu làm cái gì cả. Cái thứ hai nữa đấy là những cái quảng cáo như này là quảng cáo trả phí các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy là ở dưới cái tên của cái shop ạ, thì nó có cái được tài trợ này, là có trả phí, có mất tiền. Nhưng mà thực chất ra ấy, ở đây chưa chắc là đã mất phí mất tiền nha các bạn nhé. Bởi vì Facebook nó có một cái đấy là khi mà các bạn quảng cáo lần đầu tiên á, thì nó sẽ cho các bạn nợ cái phí đó. Thì mình chẩn đoán là vì sao nó lại đổi tên nhiều như vậy, bởi vì là hết cái thời hạn mà được nợ cước ạ, được nợ cái phí quảng cáo ạ, thì nó sẽ xóa, nó sẽ bỏ đi và nó sẽ lập một cái tài khoản mới. Vì vậy nên rất có thể là đây là một cái chiêu thức để nó lách luật, nó ăn cắp cái tiền phí quảng cáo của Facebook. Đó. Đấy là những cái nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là cái tên shop nó đổi rất là nhiều. Cái tiếp theo nữa đấy là
cái bên mua là ai? Bên mua thì ở đây mình khẳng định luôn là những người như mình, hoặc là những người chơi kèn harmonica lâu năm, hoặc là những người đã từng có kinh nghiệm về kèn harmonica, thì người ta không bao giờ mà lại đi mua kèn của những cái shop như này cả. Thông thường những người như mình thì mình sẽ có trong đầu mình những cái thông tin rất là cụ thể rồi, ví dụ như là mua kèn gì này, của hãng nào này, dòng nào này, tầm tiền mà mình có là bao nhiêu này, và cái nơi uy tín để chúng ta có thể mua được kèn là những cái shop nào này. Đó, sau khi chúng ta có những thông tin đó thì chúng ta tự tìm đến người ta chứ cũng chả cần mà shop nó quảng cáo làm cái gì. À đấy, một cái tiếp nữa mà mình chưa chia sẻ với mọi người về cái vấn đề là cái bên bán nhé. Thì cái bên bán ở đây ấy, thông thường những cái nơi uy tín là người ta ít khi quảng cáo như cái kiểu này lắm. Bởi vì sao? Cái chi phí quảng cáo nếu mà làm ăn đàng hoàng nhá, trả tiền, trả phí đàng hoàng thì nó khá là cao. Và cái lợi nhuận mang lại khi mà bán kèn harmonica thì nó tương đối là ít. Tương đối là ít. Đó, mình không nói rằng là người ta không có lợi nhuận, nhưng mà hầu hết là những cái nơi mà bán kèn harmonica này, người ta cũng không bán chuyên về kèn harmonica theo cái kiểu là kiếm sống bằng cái việc là chỉ có bán kèn đâu. Đó, các bạn xác định là như vậy. Nên người ta sẽ rất ít khi là quảng cáo như này. Đó, mà quảng cáo như này thì nó sẽ phải cộng thêm tiền vào cái tiền giá trị khi các bạn mua kèn, đơn giản như vậy thôi. Và nó sẽ đắt lên thôi. Đấy. Rồi, và quay trở lại với cả cái đối tượng mua kèn ở đây là ai, thì thông thường những cái đối tượng hướng đến của những cái quảng cáo này sẽ là chúng ta tạm gọi là khách hàng qua đường và khách hàng vãng lai. Đó, tức là người ta vô tình nhìn thấy quảng cáo này bởi vì nó xuất hiện quá nhiều ở trên trên mạng, hoặc các bạn đang có một cái mối quan tâm đến kèn harmonica thì nó tự dưng nó sẽ đề xuất cho các bạn thôi, thì các bạn nhìn thấy. Và khi mà chúng ta thiếu thông tin thì rất dễ là chúng ta sẽ đặt mua ở cái shop này. Đấy. Chứ còn những cái khách hàng mà theo cái kiểu là có hiểu biết và có kinh nghiệm thì người ta lại không bao giờ mua như thế cả. Tiếp theo nữa mình sẽ phân tích về những cái nội dung mà người ta quảng cáo thì nó có những cái vấn đề gì. Ở đây nhá, mình lấy ví dụ ở đây là một trong số những quảng cáo này, thì mình tổng hợp lại là cái thông tin về cây kèn mà người ta định bán á, nó rất là ít. Và mình nói một cách nôm na đấy là cái shop này nó có một cái gì đó nó không trung thực ở đây và nó không được minh bạch. Cụ thể là như nào? Các bạn sẽ thấy là nó chỉ có những cái thông tin rất là ngắn gọn, ví dụ như là kèn harmonica của Nhật này, tremolo này, 24 này, rồi là 2XX, giá đấy, giá là 2XX. Thì chúng ta phân tích từng cái từ khóa một nhé. Kèn của Nhật thì mình nói với các bạn như này, đấy là kèn của Nhật ấy, thì không bao giờ có cái giá mà lại rẻ như này cả. Đó, kể cả kèn cũ nhé, mình tham khảo trên thị trường thì thông thường kèn cũ mà của Nhật ạ, nó có thể là các cái hãng nổi tiếng như là Suzuki hoặc là Tombow thì có cái giá kèn cũ nó không thể nào mà dưới 400k được. Đấy, chúng ta phải khẳng định với nhau như vậy, kèn rẻ như này thì không bao giờ có kèn Nhật đâu. Và cái thứ hai là kèn Nhật thì nó cũng có rất là nhiều kiểu nha các bạn nhé. Có thể tên nó là của Nhật nhưng mà chưa chắc nó đã xuất xứ là từ Nhật. Mình chưa nói đến những cái chiếc kèn vớ vẩn nhé, mà kể cả những chiếc kèn ngon đi, ví dụ như là Suzuki Su21 hoặc là Tombow Ben 21, thì mình đã từng nhìn thấy, mà không phải nhìn thấy nữa, mà cụ thể là đến thời điểm hiện tại ạ, những cây kèn nó có cái giá phải chăng như vậy thì người ta, tức là hãng ấy, người ta đã chuyển cái công nghệ sản xuất sang bên Trung Quốc rồi.
cái chi phí nó sẽ rẻ đi. Và chúng ta sẽ chỉ có thể nhìn thấy những cái chiếc kèn Nhật mà ở cái tầm nó giá phải chăng như vậy, thì xuất xứ nó sẽ là từ Trung Quốc. Tuy nhiên là nó vẫn sẽ mang lại cái chất lượng tương đương với cả kèn của Nhật trước đây. Đó, mình khẳng định với các bạn như vậy. Cái tiếp theo nữa, đấy là cái kèn thì người ta chỉ nói là kèn tremolo 24 thôi, mà có những cái quảng cáo nhá, người ta còn không nói là kèn gì, không nói là tremolo, không nói là 24 hay là bao nhiêu cả. Đó. Thì ở đây là nó rất là vớ vẩn ở cái chỗ là người mua người ta còn không xác định được là người ta sẽ mua cái kèn gì. Thì mình hỏi các bạn là nếu mà là các bạn khi các bạn mua ấy, một bất kỳ một cái sản phẩm gì nhé, thì cái điều này nó có là quan trọng hay không? Quan trọng chứ, khi chúng ta đi mua một cái sản phẩm bất kỳ nào đó thì nó phải có những thông tin rất cơ bản, ví dụ như là nhà sản xuất này. Ở đây cụ thể nhà sản xuất nó sẽ, mình ví dụ nhé, là của Nhật đi, thì Nhật thì nó là Suzuki, Tombow hay là Yamaha hay là bất kỳ một cái hãng nội địa nào thì chúng ta phải công bố ra. Đấy, kèn tremolo, ừ thì có những cái quảng cáo nó vẫn ghi là tremolo 24 thì không nói. Đấy. Tiếp theo là về cái vấn đề là cái kèn này tremolo 24 rồi nhưng mà nó có vô vàn những cái mức giá khác nhau. Nó có vô vàn những cái phân cấp khác nhau. Kèn thì nó phải kèm theo, đấy là cái model của kèn là cái gì. Ví dụ như là kể cả ông bán kèn tàu đi, ông phải công bố luôn là kèn Suzuki Winner 24. Đấy, như thế nó mới là chuẩn. Tiếp theo về vấn đề mức giá thì nó ghi là như này. Giá là giá rẻ 2x. Thì ở đây mình hiểu theo một cái cách hiểu của mình nhé. Đấy là ở đây nó đang ám chỉ là giá trên 200.000 và dưới 300.000. À, với cái mức giá của cái kèn mà nó chưa đến 300.000 ạ. Vậy thì chúng ta có thể hiểu là 200.000 tròn hay là 299.000. Ồ, vậy thì nó chênh nhau rất là nhiều còn ạ. Ở đây nó thể hiện một cái cách, cái chiêu trò quảng cáo, tức là mình đánh giá đây là cái chiêu trò nó quảng cáo mà bất kỳ một cái sản phẩm nào thì chúng ta cũng có thể gặp được, nhưng mà mình đánh giá là cái chiêu trò quảng cáo này nó không đáng có ở trong cộng đồng chơi kèn harmonica của chúng ta. Nó theo một cái kiểu chợ búa quá. Đấy. Nó theo một cái kiểu nó gian thương quá. Trong cộng đồng chơi kèn harmonica của chúng ta là chúng ta chơi ngoài đam mê ra vẫn là có lợi nhuận. Nhưng mà ấy, bán hay buôn gì đó nó phải có lương tâm một chút. Ở đây thì nó không có lương tâm. Mà mình chia sẻ với các bạn như thế này. Có nghĩa là đối với cả cá nhân mình nhé, mình đi mua kèn, mình chúa ghét cái kiểu nào mà đưa ra những cái thông tin nó như thế này. Đành rằng ấy là kèn tàu, nhưng mà các bạn hãy cứ đưa ra những cái thông tin rất là cụ thể, rất là chi tiết về kèn, hãng gì, model kèn là gì, rồi những cái thông tin chi tiết cụ thể hơn, ví dụ như về chất liệu, màu sắc hay gì đó thì tùy các bạn. Và về giá thì nên nên là công bố giá luôn, kể cả giá nó cao hay nó thấp, nhưng mà người mua người ta chấp nhận, người ta mua thì người ta nên biết được cái giá đó. Mình giả sử nhé, với cá nhân mình chẳng hạn, mình bán cho các bạn một cây kèn Suzuki Winner là một cái cây kèn thuộc cái phân khúc là giá rẻ. Thì giá trung bình của nó ấy, thông thường là nó sẽ dưới 200k. Nhưng mà mình bán cho các bạn 250k, vẫn có người mua. Đấy. Người ta không phải là về vấn đề giá, mà người ta đơn giản là một là có thể người ta thích, thứ hai là người ta cảm thấy nó yên tâm thì người ta mua đó, và người ta biết được cái giá của nó được công bố đàng hoàng, chấp nhận thì mua đó. Đối với mình thì mình thích một cái kiểu như vậy.
đắt hay rẻ thì tùy vào cái người mua, người ta đánh giá và người ta chấp nhận thì người ta mua, chứ không có kiểu là mập mờ như này, gian gian díu díu mập mờ rất là khó chịu. Còn rồi, và cái video ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người những cái vấn đề như này, nó không nhằm mục đích là phá hoại công việc làm ăn của họ, mà ở đây mình cũng xin chia sẻ với mọi người đấy là mình không nói rằng những cái nơi bán này người ta lừa đảo hay gì cả. Cụ thể đấy là chắc chắn khi các bạn mua một cây kèn thì nó sẽ phải giao cho các bạn một cây kèn, chứ không bao giờ là các bạn mua một cây kèn mà khi hàng đến nơi á, các bạn nhận được là một cái bút cả. Như thế thì là lừa đảo rồi. Nhưng mà ở đây á, những cái chiêu trò này nó khiến cho các bạn, thứ nhất là các bạn không nắm rõ được cái kèn các bạn định mua là cái kèn gì, rất là mập mờ thông tin. Cho những người mà chúng ta có những cái hiểu biết về kèn nó hạn chế. Cái thứ hai là về vấn đề giá. Giá thì như thế này ấy, là các bạn sẽ bị mua phải kèn đắt. Đấy. Mình ví dụ như là những cây kèn Study 24 hay là Winner 24 đi. Trên thị trường nếu các bạn mua ở trong những cái trang thương mại điện tử đâu đó vào khoảng 150k cho đến 200k, thì đây nó bán cho các bạn tầm khoảng độ 280k, 290k là nó cũng đã lãi được mấy chục nghìn rồi. Và theo như mình nhận thấy ạ, là ở đây cái nơi bán này người ta đã bán được rất là nhiều, rất rất nhiều nhá, chứ không phải là ít đâu. Và các bạn nhân lên cứ mỗi một người là một vài chục nghìn như vậy thì lợi nhuận nó kinh khủng như nào đó. Vì vậy nên người ta mới có tiền để quảng cáo, mà thực ra là nó cũng có mất tiền đâu, đây là đang ăn cắp tiền quảng cáo của Facebook mà đó. Mình chia sẻ cái điều này thì để cho mọi người có những cái chúng ta đánh giá làm sao cho nó khách quan và chúng ta cảnh giác khi mua kèn các bạn nhé. Và đối với những bạn mà chúng ta có kinh nghiệm rồi thì mình chia sẻ nội dung này để chúng ta cùng trao đổi và thảo luận. Nếu các bạn nhận thấy những điều bất thường nào khác mà mình chưa nói ra ở trong video ngày hôm nay thì các bạn có thể để lại ở dưới phần comment của video này. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.